RoboMind tự động kiếm tiền trong khi bạn ngủ. Lãi suất lên tới 15% một tháng, trả thưởng theo từng giây. Theo quảng cáo, người tham gia chỉ cần tạo ví điện tử trên trang website của RoboMind, sau đó mua các đồng tiền ảo như Ethereum, USDT, Tron, Bitcoin rồi gửi vào ví RoboMind. Sau đó ví này sẽ đi đào coin. Hàng ngày, lãi sẽ được tự động trả cho người chơi bằng một đồng tiền ảo có tên là RBM. Thì bạn RoboMind, bạn ấy có một cái RBM, bạn ấy có một cái con là bằng AI. Bạn này bạn ấy giúp chúng ta kiếm lời là từ 9 đến 12% mỗi tháng. Chúng ta đầu tư trên RoboMind mà không cần điện thoại di động, không cần internet, đúng không ạ? Không cần pin, tắt điện được. Tối ngủ vợ tắt đi, sáng sau vẫn nhận gọi bình thường. Điểm khác biệt mà những người môi giới của RoboMind luôn nhấn mạnh đó là người tham gia có thể rút gốc và lãi bất kỳ thời gian nào thay vì bị giữ gốc trong một thời gian nhất định như các mô hình tiền ảo khác. Muốn rút, họ chỉ việc đổi đồng RBM ra các đồng tiền ảo khác với tỷ lệ quy đổi theo thị giá của RBM tùy từng ngày hoặc có thể bán nội bộ cho người khác. Việc không giữ lại tiền gốc đã làm cho rất nhiều nhà đầu tư tin tưởng tham gia. Đối với RoboMind là anh chị quản lý vốn, tự quản lý vốn, tự là rút vốn bất cứ khi nào, đúng không ạ? 24/7, tức là thời gian thực luôn. Em đi đầu tư các sàn khác em thấy toàn gốc bị giữ lại và đang được nhận cái gì nhờ lãi trên gốc của mình. Nhưng mà riêng RoboMind thì em thấy là rút gốc bất kỳ lúc nào, và anh nói công nghệ hay như này và mình cứ liều mình đầu tư. Liều mà đầu tư. Hàng nghìn người từ khắp nơi như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh đã rỉ tai nhau bỏ tiền tỷ tham gia. Bởi họ càng mời chào được càng nhiều người tham gia, hoa hồng được hưởng lại càng lớn. Sâu là sâu nhất đến đây là 20 tầng là F20. Điều kiện để lấy được hết tầng 20 thì các bạn phải có 16 F1 mà liên tục trả như này cho đến đời 20 thì cả hệ thống và tôi có chia sẻ với mọi người là bạn này bạn ấy dành cho hệ thống này là 22.7%. Để lôi kéo được nhiều người tham gia, những người môi giới của RoboMind đã liên tục tổ chức những buổi hội nghị, hội thảo lớn quy mô tới hàng trăm người. Trên các nhóm kín như Zalo, mỗi nhóm có tới hàng chục nghìn người tham gia, ước tính số tiền bỏ vào lên tới nhiều tỷ đồng. Thế nhưng, mới hoạt động được nửa năm, thì đầu năm nay bỗng nhiên RoboMind bị cho là vướng lỗi kỹ thuật, trục trặc phải bảo dưỡng, bảo trì hệ thống và không cho người tham gia truy cập. Đến tháng 6 vừa qua, RoboMind chính thức thông báo mất hết dữ liệu. Hàng nghìn người đã chính thức không còn mở được tài khoản ví điện tử của mình trên RoboMind. Cùng lúc đó, hàng loạt các hội, nhóm của RoboMind trên các trang mạng xã hội cũng đồng loạt bị giải tán.